Here is my breakfast. Noodle, traditional noodle with Cambodian traditional soup, which is fish gravy in fact, spicy fish gravy, but it's really healthy. It like curry. But it tastes nice, very healthy. Nó thơm thêm quả mới, cho thơm thêm đó mà, nó bị cà phê hay. Cái lôi chui, bắt chui bánh. So nice. That's awesome. Nice. Oh, that's good. Mình trang dụng mình đúng. Mày à? Là trang dụng ngày thường dụng mình đúng, cho mình đúng. Cho mình đo bao nhiêu năng xe mình đo lượng đặt xe bao nhiêu năng. Ta mà lăng cơ lưu làm bao nhiêu chuối. So good.